Bức xúc quá là bức xúc đi các anh chị và các bạn ơi. Có người nói với mình là tụi bay cho được mấy đồng bạc lẻ mà kiếm chuyện như vậy hả? Có mấy đồng bạc lẻ mà đòi vào để quay phim câu view câu like. Xin lỗi, ở đâu ra mà Mạnh Thường Quân có mấy đồng bạc lẻ đó để cho vậy hả các anh chị và các bạn? Nhìn vào những cảnh đời này đi, rồi lúc đó mình sẽ hay nói chuyện nha. Mấy đồng bạc lẻ đó không phải là mồ hôi, là nước mắt hay là không. Nằm ngửa ra đi để kiếm bạc lẻ đi. Tại sao chỉ có những cái đồng bạc lẻ đó thôi mà mình không có, mà mình phải đi cầu xin người khác vậy? Mà bây giờ dám nói như vậy. Những người nào nói những đồng bạc lẻ như vậy là những người không có lương tâm, vô ơn bạc nghĩa. Một đồng cũng là mồ hôi là nước mắt, thế nào là bạc lẻ chứ? Chưa chắc gì có người có bạc lẻ mà chịu cho người khác nữa à nha. Bức xúc quá chừng, cùng theo mình phân tích cái đề tài này nha. Mời tất cả các anh chị và các bạn cùng theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi anh chị đăng clip mới nhé. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ, hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé. Rồi, cái đề tài thứ nhất mình muốn nói đó là những đồng bạc lẻ. Tại sao con người ta có thể nói những câu vô ơn bạc nghĩa, vô đạo đức như vậy? Nhìn đi, nhìn cái người đàn ông này đi, nhìn những cảnh đời này đi. Ở đâu ra có những đồng bạc lẻ đó hả? Người ta cũng phải đi tha hương cầu thực, người ta cũng phải đi làm thuê, làm mướn để có được cái đồng tiền. Tại sao mà những cái đồng tiền mà các anh chị nói là những đồng bạc lẻ đó đó, ta không để dành để người ta mua tô phở người ta ăn đi, người ta mua cái ổ bánh mì người ta ăn đi? Tại sao người ta phải gửi những cái đồng bạc lẻ đó về cho mình vậy hả? Tại sao mà không nghĩ tới điều đó mà nói những câu như vậy? Ở đâu ra? Nhìn ở đây nè, đây là những người Việt kiều Mỹ nè, là chủ tiệm nail nè, vì giành giật một đồng bạc, hai đồng bạc với lại khách, tại vì nó vào làm mà nó không chịu trả tiền, cho nên nó là nó kiếm chuyện, nó đánh. Và các bạn thấy đây nè, cuộc sống mưu sinh có cực khổ hay không, có vất vả hay là không. Chủ nhà hàng cũng vậy, chủ tiệm nail cũng vậy, kể cả những chủ liquor store bán nhỏ nhỏ cũng vậy, cũng giành giật từng đồng từng cắt, phải bỏ con bỏ chồng đi làm việc từ sáng sớm tới chiều tối để kiếm được những đồng bạc để mưu sinh cho cuộc sống gia đình của mình. Bên cạnh đó, đó để dành thêm những đồng bạc mà các anh chị nói là những đồng bạc lẻ đó để gửi về cho các bạn. Tại sao chúng tôi không bỏ những cái đồng bạc lẻ đó vào trong ống heo, rồi một năm lấy ra mua một cái bóp hay là mua một cái món quà gì cho chính bản thân mình, hay là cho con mình nó ăn một cái tô phở ngon, hay là ăn một cái gì đó? Tại sao chúng tôi phải gửi cái số tiền mà chúng tôi phải dành dụm bằng mồ hôi, bằng nước mắt để gửi về cho các bạn mà bây giờ các bạn còn nói là những đồng bạc lẻ đó? Dễ kiếm những đồng bạc lẻ quá hay làm sao? Mà tại sao mọi người lại có thể nói những cái câu mà ác tâm ác ý như vậy? Có những đồng bạc lẻ đó tại sao các bạn lại không có kiếm được mà các bạn lại đi cầu cạnh gian xin để xin những đồng bạc lẻ đó vậy? Các bạn ơi, một người không làm được gì nhưng mà nhiều người góp lại sẽ được rất là nhiều. Đừng khi dễ những đồng bạc lẻ đó, đừng nghe theo những cái người YouTuber mà những cái kênh lớn người ta có thể kiếm được 100, 200 triệu rồi khi dễ những người mà người ta kiếm được 5, 10 triệu cho các bạn. Đó là cái tấm lòng. Tại sao người ta phải chạy tới bệnh viện để người ta đưa cho mình? Tại sao như vậy? Trong khi bây giờ người ta rất là sợ tới bệnh viện, mà những người này có cần phải câu view câu like hay là không mà phải hy sinh để mà đi vào bệnh viện để tìm các bạn, để cho các bạn, mà các bạn còn nỡ lòng nào nói những câu như vậy? Rồi thêm cái nữa là tại sao chúng tôi phải quay hình? Đó là tại vì những Mạnh Thường Quân đưa tiền về cho chúng tôi thì người ta tin tưởng chúng tôi thì người ta mới đưa. Nhưng mà chúng tôi phải làm đúng trách nhiệm của mình, đó là phải đưa tận nơi đến cho các bạn, rồi ít nhất là phải quay hình, hay là các bạn phải ký tên vào những cái danh sách là ai cho bao nhiêu tiền và các bạn nhận được bao nhiêu tiền.
thì những người mạnh thường quân đó sau này người ta mới tin tưởng chúng tôi và người ta sẽ cho chúng tôi những cái đồng tiền đó để mà chúng tôi có thể giúp ích được những cái người mà cơ nhỡ khác nữa. Chứ đâu phải là chúng tôi cần quay phim, chụp ảnh các anh chị để mà được câu view, câu like. Ở nhà nè, Angie đâu có đi ra khỏi đường đâu. Angie đâu có cần quay phim ai đâu. Mà Angie vẫn đưa clip lên, vẫn có người coi vậy. Đâu có cần phải đi tới hiện trường để mà quay, để mà câu view, câu like, để có người coi sao. Mà tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Đặc biệt là cái người phụ nữ này mình cảm thấy hết sức là bức xúc. Thật sự hết sức là bức xúc. Lý do tại sao các bạn có biết hay không? Là tại vì khi anh bánh mì tới mà đứng đó, cô ta không nhìn, hỏi cô ta không trả lời. Cô ta ngồi cô ta bấm điện thoại. Tại sao mà khinh người đến như vậy? Người ta tới người ta cho tiền mình, chứ đâu có phải là người ta xin mình đâu. Tại sao mình lại chảnh chó đến như vậy? Trời đất ơi, nếu như những người YouTuber khác mà không cho bạn tiếp xúc với lại những người YouTuber nhỏ, thì bạn cũng có cách để các bạn nói. Khi nhìn thấy một người YouTuber người ta mang tiền tới cho mình, thì các bạn phải ít nhất là đứng dậy khép nép và chào người ta trước cái đã. Rồi các bạn cũng có thể nói, ừ, bây giờ đó là mình đang chịu cái sự hướng dẫn của tất cả những người YouTuber khác là không cho quay phim như thế nào, không cho chụp ảnh như thế nào đó. Nhưng mà mình cũng rất là trân trọng những gì mà những người mạnh thường quân khác gửi đến cho mình, dù nhỏ dù lớn gì thì mình cũng rất là quý và rất là trân trọng, rất là cảm ơn. Như vậy thì mới đúng chứ. Người gì đâu mà kỳ cục, đã nghèo rồi mà còn chảnh. Bạn nghĩ là bạn sẽ được những người YouTuber kia lo cho bạn đến bao giờ? Chồng của bạn đó sẽ còn nằm dài, chứ không phải một ngày một bữa. Mà tại sao bạn lại chảnh chó như vậy? Mình rất là bực khi anh bánh mì gọi tên mà làm bộ như là không nghe vậy. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Trời ơi, có cần phải xạo như vậy hay không? Bây giờ còn có thêm điện thoại màn hình phẳng, rồi còn thêm cục sạc pin to, thiệt là to nữa nha. Bây giờ giàu rồi, đâu có còn nghèo nữa. Cho nên mới khi dễ những người YouTuber khác mà mang ít tiền như vậy. Mà thật ra đó là mình cảm thấy hết sức là bức xúc. Khi mà anh bánh mì hỏi mà cô không trả lời, cô nhìn vào điện thoại, cô bấm. Đó là một cái hành động khi dễ người khác. Cái hành động khó không thể nào chấp nhận được. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là mình có thể kêu gọi cộng đồng sẽ ngưng không cho bạn một đồng nào thêm nữa hết. Trời đất ơi, mạnh thường quân người ta cũng làm như con trâu con chó. Các bạn nhìn thấy đi. Tôi mới đưa lên cảnh đó. Đi làm nail cũng phải giành giật từng đồng, từng cắt. Với lại khách hàng phải đi từ sáng sớm và về nhà tới chiều tối. Buôn bán nhà hàng cũng vậy, phải quỳ lị, phải hả chịu đấm ăn xôi từng đồng từng cắt, phải lụm lặt, người ta cho một đồng tiền tiếp cũng mừng, chứ không phải là chảnh chó giống như các bạn đâu. Ở Mỹ thì sao, ở Canada thì sao, ở Úc thì sao? Bạn đứng lên bạn nói là bây giờ ai cũng biết hết rồi. Ở Úc, ở Mỹ, ở Canada gì người ta cũng biết hết rồi. Ừ, đúng rồi. Những cái người đó đó, ở Úc, ở Mỹ, ở Canada cũng biết hết rồi. Người ta cũng đã gom tiền về cho bạn hết rồi. Nhưng mà những đồng tiền người ta làm đó, người ta gom cho bạn đó, đó là những cái đồng tiền mồ hôi, nước mắt của người ta. Chứ không phải đó là cái những cái đồng tiền mà bạc cắt, mà tiền dư đâu. Thật tình thì mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho bạn. Vì bạn không có kiến thức, cho nên á bạn mới không có biết cách đối nhân xử thế như vậy. Chứ trời ơi, ai cho mình một đồng mình cũng quý. Khi thấy người ta cho mình là mình hả mừng vui. Dù nghe ai mà cấm mình không được quay phim hay là chụp ảnh, mình cũng chạy ra mình thấy mạnh thường quân mang tiền tới là mình mừng vui hết lớn mới phải. Chứ ai đâu mà hả cái mặt khinh khỉnh như vậy. Trời ơi, ngồi bấm điện thoại, anh bánh mì hỏi mấy tiếng không trả lời, cái cô em gái ngồi kế bên trả lời thôi, chứ cô không có trả lời. Trời ơi, mình là ai vậy? Mà tại sao á hả, mình chảnh chó như vậy? Bây giờ khỏi đi bạn, những người mà mạnh thường quân mà liên hệ với tôi đó là tôi cancel hết rồi. Tôi nói với họ là không cho một đồng nào nữa hết, để tiền đó cho những hoàn cảnh khác.
Rồi, bao nhiêu anh chị YouTuber ở bên Việt Nam của chúng tôi cũng đã cancel hết rồi. Thử coi bạn mất bao nhiêu tiền. Bạn đừng có nghĩ là những cái kênh YouTube lớn làm cho bạn rồi cái bắt đầu đó là bạn cảm thấy là ok, vậy là bạn đủ rồi. Ngày hôm sau á, những người mà YouTuber khác lớn vô đó quay bạn, bạn cười tươi còn hơn là hoa nở nữa. Tại sao bạn nói người ta là không được quay, vậy người nào cũng không được quay? Chứ tại sao người lại được quay mà người lại không được quay? Người thì cái mặt của bạn chù ụ ra, người thì bạn cười tươi như hoa vậy. Xin lỗi à, bây giờ tôi cho bạn một đồng cũng là tiền chứ không phải là giấy đâu. Mà người ta còn phải bỏ công bỏ việc, người ta còn chạy tới cho bạn nữa. Bởi vậy các mạnh thường quân ơi, phải nên nhớ là cố gắng đặt cái lòng tin cũng như là cho người đúng chỗ mới được. Chứ mà cho người mà không đúng chỗ, cho mà người ta không quý những gì mình cho, mình còn tức ói máu và chết luôn á. Đặc biệt là bực nhất là cái câu nói là mấy đồng bạc lẻ. Với lại cái gương mặt khinh khỉnh của bạn mà anh bánh mì hỏi mà bạn không trả lời, mà bạn cứ ngồi bạn bấm điện thoại đó. Đó là hai cái hành động đó mà tôi ghét nhất. Chứ không phải là tại vì không cho quay mà ghét đâu. Ghét nhất là cái tư cách của bạn đó. Cái tư cách nghèo mà chảnh của bạn đó. Bỏ đi nha, không có giàu hoài đâu. Số tiền đó chị chưa đủ chồng của bạn khỏe lại nữa là hết rồi. Thì nói chung là toàn thế giới nó biết rồi đó. Có lòng em rất cảm ơn. Ừ. Anh có cho tiền, anh tâm cũng có sức, anh không có lần anh liền anh quay được. Anh gọi số. Rồi ok. Anh đi vô công tác phòng đó hỏi. Chảnh quá chừng đi, thấy không mọi người? Cho tiền thì ok, chứ quay thì đừng quay. Cho tôi tiền, quay tôi từ sáng tới chiều tôi ok nè. Này chảnh chó giống hịch như bà Hoa vậy đó. Nói trời ơi, đi theo Hoàng Hường á, một ngày quay phim 3 lần mệt sao chịu nổi. Về nhà thử kiếm con đồng bạc nào ăn hay không, chứ người ta cho cái đống tiền mà ngày quay phim 3 lần không chịu nổi. Nghe nè mọi người, nghe mà ức chế không chịu nổi luôn. Và các anh chị xem đừng bỏ qua cái đoạn sau nha. Trời ơi, cô ấy hả, không có nói chuyện với lại anh bánh mì, mà kể cả anh bánh mì hỏi cô ấy cũng không có bỏ cái điện thoại ra để mà nói chuyện với lại anh bánh mì. Nhìn vô cái điện thoại cứ bấm, và cái người mà trả lời là cái cô gái bên kia, chứ cái cô này không nói chuyện với anh bánh mì luôn. Mất lịch sự tới khủng khiếp như vậy. Các anh chị có nghe cô ấy nói gì không? Các tỉnh biết hết rồi, cả nước ngoài, cả thế giới biết hết rồi. Nghĩa là không cần anh bánh mì quay phim để hỗ trợ, để cho người khác biết thêm nữa. Có nghĩa là cô ta nổi tiếng lắm rồi, gia đình cô ta nổi tiếng lắm rồi. Không cần người khác để mà đưa tin nữa đâu. Rồi, anh Tâm bên này đỡ chưa chị? Anh Tâm bên này đỡ. Em hỏi rồi, anh là bên kênh nào á? Bánh mì đây TV. Bánh mì đây cho em xin cái thẻ gì? Anh đâu có thẻ. Anh không có thẻ hả? Ừ, anh chỉ là kênh YouTube thôi mà. Anh đâu phải nhà báo. Kênh YouTube không có thẻ nữa anh. Kênh YouTube nào có thẻ trời. Phải hành nghề nhà báo mới có thẻ chứ. Xí. Đã nói là không biết chữ, tôi không biết đọc mà tôi cũng không biết viết. Vậy lấy cái thẻ rồi đọc sao ta? Xạo xạo hoài. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi Angie đăng clip mới nha. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ, hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé.